to thì chắc chắn không mổ rồi nãy đi. Cục này nè, nhỏ xíu ở đây còn thoáng để thở nè. Chỉ có nhiêu đây thôi. VA to như thế nào thì chúng ta nên nạo ha. Thì hôm nay mẹ đưa bé đến khám bác sĩ Tiền để xem là có chỉ định nạo VA hay là không. Lúc mà nó bệnh á thì nó sẽ sưng lên nha. Dạ, đúng rồi. Còn khi nó hết bệnh nó hết sưng nè. Em muốn tiện, em muốn mến tóc là để nè. Cái cục này nè, nhỏ xíu ở đây còn thoáng để thở nè. Dạ. Chỉ có nhiêu đây thôi. Thì khi mà soi vào mũi của em bé thì mình thấy nè, cái mũi ít dịch ha, em bé này nó có tiền căn vi mũi dị ứng và xuyển nha ha. Rồi khi soi thẳng vô cái vòm mình thấy cái VA, cái vòm cũng thoáng nè, VA nhỏ xíu à, khoảng độ 1, mà em bé cũng không có bị viêm tai giữa gì tới đi tới lại nhiều lần trong năm nữa, cho nên trong trường hợp này thì chắc chắn luôn là chúng ta không cần nạo cái VA này. Mới vài tháng trước thì em bé soi cái VA rất là to nha ha, lúc đó to. Hỏi ra mới ngay cái tại thời điểm đó là em bé có sốt, có viêm, có sưng nóng đỏ đau, làm mủ luôn. Thì cái VA này nè nó sẽ phình to hơn so với cái kích thước thực của nó ha. Cho nên là lúc đó là chúng ta chỉ cần điều trị nội khoa bằng thuốc hút mũi là cái VA nó sẽ xẹp xuống và nó trở về như vậy nè. Thì VA như vậy là VA độ 1, đâu có cần mổ gì đâu. Đợi em bé lớn thêm một chút nữa thì cái VA nó teo luôn ha, đỡ phải chịu một cuộc mổ gây mê.